Nè, xuống đây ngâm chân dễ chịu lắm. Nếu suối thì là mát. Không cần, tôi ngồi ở đây được rồi. Ở đây cũng được. Đã nói là mát lắm. Hay là cô mang giày vô đi. Chân của tôi vẫn còn ướt. Anh không dám nhìn chân trần của đàn bà. Tôi không dám. Đúng, chưa bao giờ thấy. Thật ra không phải dám hay không. Có thiệt không? Thiệt tình đâu có gì. Truy mệnh còn giúp cho thư động nhân rửa chân. Nè, đừng đem tôi so sánh với ông già mắc dịch truy mệnh. Vì ông bị trúng độc của đàn bà cho nên không có được đứng đắn gì. Đàn bà làm gì có độc. Những người đàn bà tôi quen so với ảnh thì là tốt hơn nhiều. Không lẽ anh chưa bao giờ có bạn gái? Là tại vì tôi không cần. Một mình tôi yên tình dễ chịu, tự do tự tại. Vậy thì tốt biết mấy. Cô coi họ kìa, mỗi một người đều phải gánh vác món nợ tình yêu thì là cực khổ quá. Cô làm gì vậy? Xin lỗi, tôi không khéo nói chuyện, cho nên hay nói tầm bậy. Cô đừng có giận. Xin lỗi. Không phải là tôi giận. Tôi chỉ cảm thấy anh nói rất đúng. Món nợ tình cảm đúng ra là rất khổ vào thân. Tôi rất muốn qua đi đau khổ này, nhưng mà tôi không thể tự chủ. Tiểu Đào, có phải cô lại nhớ tới Lãnh Quyết không? Xin lỗi Tiểu Đào. Nếu mà cô không thích nghe tôi nói những lời này thì coi như là tôi không nói. Người mình càng không nên nghĩ đến thì lại càng nghĩ đến nhiều. Giờ cũng rất muốn được gặp họ. Tôi cũng biết trong lòng của anh chỉ có Thành Thành, nhưng mà khi được đơn độc gần ảnh thì tôi cảm thấy rất là vui. Tiểu Đào, tôi... Xin lỗi. Tôi biết là anh không muốn nghe những chuyện này. Tôi không nói nữa. Không phải. Thật ra tôi rất muốn nghe. Thôi đi. Trước khi trời tối, chúng ta phải tìm ra quán trọ. Cũng khá ha. Con nghỉ ngơi trước đi. Nếu mà có chuyện gì cứ kêu tôi ở kế bên. Cảm ơn. Cô ở đây một lát, tôi qua bệnh bắt chuột cho cô. Cảm ơn anh. Đêm hôm qua tôi ngủ rất ngon. Cô ngủ có ngon không? Ngủ ngon lắm. Quán trọ này cũng không tệ. Phải. Đồ ăn cũng ngon ha. Thiết thủ. Cái gì? Khi nãy anh có phải nhìn tôi không? Không phải. Chỗ này nóng quá.
tôi muốn nói. Đột nhiên tôi không lên tiếng mà lại bỏ đi. Mẹ tôi chắc là lo lắm. Nghĩ coi tôi có nên trở về nói với bà không? Không được. Cô không thể trở về. Ý của tôi muốn nói là đại sư Huynh nhất định sẽ sắp đặt hết mọi chuyện. Vì phía mẹ của cô thì cô đừng lo. Vậy cũng đúng. Lâu nay lão sư làm chuyện gì cũng rất chu đáo. Đúng. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Hay là đi tìm Đại Trân đi. Qua Đại Trân? Ừ. Cô ở đâu? Cậu nói cho tôi biết. Cậu tới trước mộ tiểu thư tìm Truy Mệnh. Cậu nói Truy Mệnh nhất định là ở nơi đó. À. Tiểu thư, anh đã tới rồi. Tới để từ biệt em. Anh có thể sẽ lấy vợ. Em có nhận lời không? Nhưng anh thì không nhận đâu. Em có biết không? Sau khi em mất đi, em đã đem theo tất cả những gì quý báu nhất ở trong lòng của anh. Tim của anh đã không được nguyên vẹn. Em kêu anh làm sao có thể yêu người khác. Lâu nay anh luôn tìm hình bóng của em trên gương mặt người đàn bà khác. Nhưng mà họ không phải là em. Bọn họ không có cách nào bù đắp được tình yêu mà anh mất đi. Tiểu Thu, anh chỉ muốn bù đắp cho Đại Trân. Anh tưởng rằng mình có thể yêu cô thật lòng. Đến lúc mà cô nói thành hôn, anh phát giác được trong lòng vẫn của em. Em vẫn luôn chiếm người của lòng của anh. Em vĩnh viễn ở sâu trong lòng của anh. Anh thiệt nhớ tới em lắm. Tiểu Thu à, anh rất nhớ tới em. Tại sao em lại chết chứ? Anh thiệt nhớ tới em lắm. Anh rất là nhớ em có biết hay không? Đại Trân, quả nhiên là anh ở đây. Truy Mệnh, mình đã trải qua hai lần hôn lễ, hai lần anh đều bỏ đi. Đại Trân, thì xin lỗi em được của ép anh sợ là anh hại em. Tiểu Thu, chị quá hạnh phúc có được một người yêu chị
Truy Mệnh, tình cảm của anh đối với Tiểu Thu vĩnh viễn không thay đổi. Vậy được, em cũng giống anh, tình cảm của em đối với anh vĩnh viễn không thay đổi. Qua à, mày có coi à, anh coi có phải đẹp lắm không? Tặng cho Đại Trân có được không? Dạo này cô không được vui, một món quà để làm cho cổ vui đi. Sao cô biết cô không được vui? Đồng bệnh tương lân, đương nhiên tôi hiểu được cảm giác của cổ. Tôi cảm thấy cô gắng lên cũng đẹp lắm. Dạ phải. Tôi... Dạ phải, tiểu thơ, xứng với cô lắm đó. Thiếu gia mua cho phu nhân đi. À, tôi... Phu nhân? À. Không phải, chúng tôi không phải. À, nè. Khi người ta phu nhân ẩu á, người ta vẫn chưa lấy chồng mà. Tiểu Đào, xin lỗi, làm cho cô bị hiểu lầm thì là quan cho cô. Tôi không sao. Tôi cảm thấy ngại thì đúng hơn. Làm anh tốn quá nhiều thời gian để bảo vệ tôi. Công việc này đáng lẽ phải do Lãnh Quyết làm mới đúng. Sao nhắc tới ảnh? Xin lỗi, tôi... 20. Cái gì? Trên đường đi anh đã nói với tôi 20 lần xin lỗi rồi. Nhưng mà anh không cần nói xin lỗi với tôi. Bây giờ là do tôi làm phiền anh. Có nhiều lúc tôi cũng đã nổi giận. Điều này là chuyện riêng của tôi, anh đừng có để ý tới. Bởi vì tôi quan tâm tới cô. Anh thì là tốt tánh. Nếu nhà anh của tôi được phân nửa như anh thì tốt quá. Như vậy tôi không cần phải đi lang thang như vậy. Nếu Lãnh Quyết có được phần nửa sự quan tâm đối với tôi như vậy thì tốt. Có phải tôi tham lam quá không? Không phải. Thực ra tôi thấy cô cũng giỏi lắm. Sao lại nói như vậy? Trước đây tôi nghĩ tình yêu tôi là vô bổ. Nhưng mà thông qua cô và qua Đại Trân, tôi đã thay đổi. Người có thể vì người mình yêu không quán không hận, không cần đền đáp, thiệt đó, thế là giỏi. Không cần đền đáp, bởi vì biết rằng mình không thể có được. Nhưng mà không sao, ảnh thấy vui thì tôi thấy vui. Em ở đây làm gì? Ở lại đây với anh. Anh ở bấy lâu, em sẽ ở bấy lâu. Không cần đâu. Để cho anh một mình yên tĩnh có được hay không? Không được. Em phải bảo vệ cho anh. Nếu anh thấy lạnh, anh đói bụng, ai lo cho anh? Đương nhiên là em. Đại Trừng à, anh biết là em nghĩ tốt cho anh, nhưng cũng phải cho anh khoảng trống không gian thì mới được. Anh có thể để cho em bám sát lấy anh, đi theo anh sẽ thở không nổi. Anh sợ là sẽ ghét em.
Truy Mệnh, em là cô gái rất đơn thuần. Lời anh vừa nói em không hiểu gì hết, và cũng không muốn hiểu. Em chỉ biết phù sướng phù tùy. Gốc bể chân trời, anh ở đâu em sẽ ở đó. Đại Trừng, nam nữ sống với nhau tình cảm thì quan trọng lắm. Nếu muốn được thiên trường địa cũ thì đừng có dây lấy đối phương. Em đi về đi, anh sợ là em bị sói lang ăn thịt. Anh lo cho em đó hả? Đúng vậy, anh lo cho em. Nếu em vì nghĩ tốt cho anh thì ngoan ngoãn đi về đi. Không được. Ngoan đi về có được hay không? Bướng bỉnh chỉ làm tốn thời gian thôi. Em mặc kệ là có hữu dụng hay không, chỉ biết em nhất định ở lại bên cạnh của anh. Em đã có nói với anh từ lâu, anh không có cách nào có thể rời khỏi em được. Anh có hiểu chưa? Vậy được, tùy của em. Tôi còn tưởng là ông có thể kiếm ra được tiền, kết quả bây giờ sơ sát như vậy. Sơ sát cái gì? Ngươi cũng đang no rồi mà. Vậy cũng đúng, mặc kệ nó là cái gì. Còn nói nhiều lời dư thừa. Lúc mà tướng quân còn sống, nơi nào chúng ta cũng được người ta tôn trọng. Còn bây giờ chủ nhân không nên thân, chúng ta là hạ nhân, làm ma cũng không có được lên đâu. Tướng quân còn ở đây thì tốt quá. Ngươi làm gì đó? Cái cô nương kia thiệt là xinh đẹp. Ngươi đừng có nằm mơ. Hiếm khi được ra ngoài mà ngắm tử coi. Nè, cao đầu nhân, nè, ơi. Tiểu thờ. Có rảnh không vậy? Chúng ta đến trà lâu, uống trà chơi. Cậu đầu nhân, hả? Ông ấy tưới ra dũng nước đi sao mặt đi. Mặt ông như vậy muốn nói chuyện với bổn cô nương hả? Đừng có nằm mơ. Đàn bà không biết tưởng thức cái đẹp bên trong của đàn ông, tôi phải gia tăng. Nhất là sắc đẹp bề ngoài. Ôi, cậu đại nhân, ông đi đâu vậy? Hỏi gọi ta là giang hồ đệ nhất Mỹ Nam. Công tử thưa là Phong Lưu Anh Tuấn, phan ngàn tại thế, thiên hạ vô song, tử thế vô song, đẹp, tuyệt đẹp. Không sai, nói rất hay. Thưởng cho người hả? Đa tạ công tử. Cậu đại nhân, ông dùng tiền lộ phí thưởng cho người ta, mình lấy gì để ăn? Mặt ta rất là khôi ngô, lát nữa có gặp cô nào khác, ta nhất định làm cho họ chảy nước miếng. Không biết đại danh của công tử là gì? Từ nay nếu tìm này có hàng mới về, lập tức dâng lên phủ cho công tử coi qua. Ta là Cẩu. Không phải, là Linh Tiểu Tốt thiếu gia. Đại danh như cồn, nhỏ lầm cái thế. Minh chủ Linh Lạc Thạch là nghĩa phụ của ta. Không bao lâu nữa ta sẽ trở thành minh chủ của Đại Liên Minh luôn. Đại minh chủ, xin hãy tới tiệm của chúng tôi nhiều chút nha. Linh Tiểu Cốc, Đại Minh Chủ, Đại Minh Chủ. Linh Tiểu Cố, mặc kệ nó là ai. Khách quan xin chào, lần sau nhớ tới. Khách quan, thằng nhỏ này đi lạc hay sao? Muốn tìm cho mẹ à? Thì tới nhà môn bảo án đi. Tìm Linh Tiểu Cốt. Người muốn tìm Linh Tiểu Cốt, Linh thiếu gia. Tìm Linh Tiểu Cốt. Mấy người từ đâu tới vậy chứ? Nói chuyện không biết lịch sự. Tìm Linh Tiểu Cốt. Lúc nãy Linh Tiểu Cốt tới mua cáo xong đã bỏ đi. Sùng sướng biết mấy. Cái này gọi là hôm nay có rượu phải uống cho say. Chúng ta đã đi qua bao nhiêu quán trọ? Không có nhiều, chỉ 5 căn thôi. 5 căn? Sao không thấy Thiết Thủ và Tiểu Đao vậy? Họ ở đâu? Họ thấy được chúng ta, nhưng mà chúng ta không có thấy được họ. Có lẽ chúng ta đã sai. Người đã sai? Người đâu? Tôi khiến con chó già này đi chỗ khác.
À, cái gì là con chó già? À, ta là Linh Tiểu Cốt, thiếu già, linh chủ nhân. À, chủ nhân à. À, chủ nhân. Ủa, ủa, cái gì ở đây hả? Cái gì? Cái gì? Cái này à, cái này là con luôn biết bay đó. Ồ, phải vậy à? Coi à, biết bay hả? Ồ, con này nó bay qua hay quá hả? Xuống đây nè, đúng rồi nè. Rồi xuống đây lẹ lên, trời đất ơi. Xuống đây đi, mau lên. Sao nó không chịu xuống vậy? Thì đúng, sao kỳ quá vậy? Bay hoài à, bay xuống. Lạ thiệt à, xuống đây chưa? Sao không xuống? Chính là họ. Để tôi giết họ. Đừng, đừng. Sao vậy? Họ là do Linh Tiểu Cốt sao đi giết cô? Tôi cũng biết. Nhưng tôi thì không muốn anh vì tôi mà giết người. Tôi không thích chuyện chém giết lẫn nhau. Thật ra chúng ta chỉ cần đi xa một chút là an toàn. Anh đừng có giết họ có được không? Vậy được. Cô nói không giết thì thôi. Ừ. Xuống đây, xuống đây. Xuống. Anh đã giết họ rồi. Không phải. Chỉ làm cho họ yên tĩnh một chút. Phải cho họ một bài học. Nếu không thì họ coi thường cô. Anh muốn sao? Sáng sớm ngày mai thì sẽ biết. Tôi không biết. Linh Tiểu Cốt, tôi không biết đâu. Tôi không biết. Chuyện gì đây? Mờ đó. Làm gì mà cười dữ vậy chứ? Coi nó cười mình kìa. Cái gì? Nè, vô trong ngủ. Ngủ ở đây sẽ bị bệnh. Vô trong để ngủ. Đừng để ý tới anh. Anh cố ý làm như vậy để cho em coi. Em thì không hiểu anh. Tiểu Thu đã chết từ lâu, anh còn ngủ đây giữ mộ làm gì? Anh cố tình làm vậy để cho em coi. Thật ra anh muốn tốn bao nhiêu thời gian đối với một người đàn bà đã chết từ lâu, anh nên cam lòng có được không? Anh có thể mặc kệ em, nhưng anh không thể nào bỏ mặc chức trách của anh. Đại sư huynh, nhị sư huynh còn có Lãnh Quyết vẫn đang bận rộn việc điều tra án, còn anh thì trốn ở chỗ này tự chịu cực khổ, còn ra thể thống gì? Đúng là tại vì em thôi. Em không sai. Em là người đáng sợ lắm mà, còn đáng sợ hơn là ma. Anh thà là kiếm sự an ủi ở trước mộ của người chết. Tiểu Thu đã chết từ lâu, anh không thể nào nhìn thấy được cổ nữa. Nếu mà anh gặp được cô ta, nghĩa là anh gặp ma. Đừng sỉ nhục Tiểu Thu. Tuy là cô đã chết, nhưng vĩnh viễn sống trong lòng của anh. Nếu không phải em ép anh thành hôn, thì anh cũng phát hiện được người duy nhất anh muốn cưới là Tiểu Thu. Còn em? Em là cái gì? Đại Trừng, anh đã nói là có lỗi với em. Anh không mong chuyện tới nông nỗi này, nhưng mà đừng có ép anh làm chuyện anh không muốn làm. Đúng vậy, cũng là lỗi của em. Em không nên ép anh cưới em. Em quá ngu. Em thiệt là quá ngu si. Tại sao em lại yêu thích anh? Em đã cố gắng hết sức để yêu anh, nhưng bây giờ em thật tình không biết em phải làm sao. Em không biết nên làm gì để cho anh được vui. Em có thể
có thể cho ngựa rời khỏi anh. Anh tưởng anh là ai? Anh muốn em đi là em đi, muốn em ở là em ở, anh đừng có nằm mơ. Anh yêu thích Tiểu Thu, sao lại không chết theo cổ? Anh chết rồi sẽ vĩnh viễn ở cạnh cổ. Em giúp anh đào cái hố, đào xong anh có thể xuống dưới để nằm, suốt đời đừng có lên khỏi. Từ lúc đó em không thấy anh, em sẽ quên. Dừng tay đi, em điên hay sao? Phải, em điên. Em bị anh làm cho em điên. Dừng tay đi. Cô coi đâu có giống như chạy nạn, giống như du ngoạn đó. Có anh ở đây thì còn lo gì. Ê, anh coi, bướm bướm. Bướm bướm kìa. Thì là đẹp quá, thì là đẹp. Cô thích tôi bắt cho cô. Ê, không cần. Tôi thích nhìn bướm bướm bay trên trời. Coi thì là đẹp. Wow, thì đẹp quá. Anh coi, đẹp quá đi. Anh coi qua thì là đẹp. Hái một bó cho đại trần chắc chị thấy vui lắm. Nhà mình xuống hái đi. Nè cô làm gì vậy? Để tôi. Hái không cần, tôi hái. Giúp cho. Để tôi. Để tôi. Tôi giúp cho. Tôi có thể tự hái. Nè, con đừng. Tiếp tục anh có sao không? Anh thấy sao hả? Ê, anh đã bị thương, sao lại như vậy? Không sao, không sao. Cái này là cây trâm mà lần đó tôi muốn mua. Không phải, không phải. Tôi đi ngang nhìn thấy cho nên mua thôi. Tôi nghĩ lần sau nếu cô trở lại thì không còn bán nữa, vậy thì không tốt. Cũng tại tôi không tốt. Nếu không phải vì cây trâm tôi muốn mua, vì bó hoa tôi muốn hái thì anh đâu có bị thương. Không liên can tới cô, cũng lỗi tại tôi. Tôi lại mang ở trong mình, bây giờ làm dơ hết rồi, tôi nghĩ là cô không cần. Ê, đợi chút, tôi lấy. Đừng có quăng. Xin lỗi. Không cần phải xin lỗi. Không mắc mới tới cô. Chúng ta hãy tiếp tục lên đường. Đợi một chút, anh đã bị thương, ngồi nghỉ một lát rồi hãy đi. Tôi không sao. Chuyện gì? Cẩn thận. Cháy nổ, cẩn thận. Người muốn làm gì? Không được có đến gần. Tiểu thư. Người muốn làm gì? Cháy thổ. Cháy thổ. Tiểu đao. Tiểu đao có sao không? Không sao, còn anh? Không sao. Các người muốn giết tiểu đao thì giết các người trước. Đừng. Chúng tôi đâu có muốn giết tiểu đao đâu ạ. Chúng tôi muốn mà trở về. Chúng tôi không trở về. Tôi biết đại ca tôi muốn giết tôi để được làm minh chủ. Tiểu thơ, thiếu gia không tốt nhưng mà đâu có nghĩa là chúng tôi không tốt. Đúng, thiếu gia ép chúng tôi làm vậy. Chúng tôi đáng tội nghiệp, không chỗ nương tựa, phải nghe lệnh của thiếu gia tôi, đâu thể không đến. Vậy đúng đó tiểu thơ, hãy niệm tình chúng tôi theo tướng quân bao nhiêu năm, hãy tha cho chúng tôi. Tha cho chúng tôi đi. Tiểu quốc đã phái hai người tới hả? Đừng tưởng là ta không biết, cớ mượn giao giết người này là do ngươi nghĩ ra. Tiểu thơ, chúng tôi là hạ nhân thì phải theo ý của chủ nhân. Thiếu gia có ý như vậy, chúng tôi chỉ nói ra thôi.
Dạ phải, thật ra đại bộ đầu còn có tiểu đào, tiểu thơ. Chúng tôi biết lỗi, chúng tôi sẽ không nghe lời thiếu gia nữa. Chúng tôi theo cô có được không? Làm trâu làm ngựa gì cũng được. Làm ơn thu nhận chúng tôi đây. Nếu như hai người hối cãi. Chúng tôi sẽ hối cãi. Nhất định sẽ hối cãi. Người dạ hối cãi. Cải đạo quy chánh. Thôi được. Tiêu đều. Tôi nghĩ chắc họ cũng biết lỗi. Mẹ của tôi đã nói, biết lỗi mà sửa đổi đó là việc thiện. Hãy cho họ cơ hội. Dạ. Cảm ơn tiểu thơ. Cảm ơn. Đi mà đi tiệc hay sao? Bọn chúng đáng lý vẫn còn hữu dụng. Cậu đại nhân, ta hỏi người, thật sự muốn nhận tiểu thơ làm chủ nhân sao? Người điền qua đi. Khi nãy chỉ là đóng kịch. Hạng người như ta làm sao mà sửa tánh chứ. Khi mới ra đời ta đã là người xấu rồi. Nè, vậy thì ngươi có cách gì? Ngươi dùng óc suy nghĩ có được không? Nếu không được, chúng ta có thể dùng áp. Hơn nữa, tới lúc đó, không chừng tiểu đào tiểu tờ. Mặc kệ nó sao cũng được. Qua đây ăn thử món này của lão đạo coi. Vịt quay ngon không chỗ chê. Có thể nói đây là sơn hào hải vị. Nói thiệt thường ngày không có được ăn. Đây quả thật là sơn hào hải vị. Đúng. Một lát nữa chúng ta cùng uống chút rượu mỹ tủ cộng với hải vị là đồ quý nhân gian. Đúng vậy được. Mời. Tự nhiên. Tôi đã nói là họ vẫn còn hữu dụng. Uống đi. Chào. Cả đạo nhân, cái này của người hay thiệt đó. Người tự xưng là người tốt đó. Đúng là ngu mà. Chỉ nói đại vài câu là gạt được rồi. Thôi được, mặc kệ là gì. Giác tiểu thơ về trước, mau lên. Làm gì vậy? Hòa thượng ông đi ra chỗ khác ngồi nghỉ một lát đi. Ngươi muốn làm gì? Không lẽ ngươi thì là muốn... Đúng, ta thiệt tình muốn như vậy ra. Cậu đại nhân. Không được, dù sao đi nữa, có là tiểu thơ của mình, không thể làm như vậy. Đúng là tên khờ. Cơ hội tốt như thế này làm sao bỏ qua được. Mà bỏ qua sáng sớm ngày mai cổ sẽ kêu ta là phu quân. Ngươi ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Quyệt đạo sẽ tự giải khai. Nhìn cái gì mà nhìn. Nhắm mắt lại đây. Tiểu Cốt, đem đất lên Tiểu Cốt. Không phải ta. Có phải là tối hôm qua mình uống rượu say cho nên loạn tính? Tiêu Đao, tối hôm qua ta lại uống say cho nên không có nhớ gì hết. Bây giờ tình trạng của ta như vậy thì có thể là tối qua ta đã làm ra điều gì. Thế là xin lỗi Tiểu Đao, nhưng mà yên tâm, ta nhất định sẽ gánh trách nhiệm. Không có, tôi nghĩ chắc anh cũng không có làm qua cái gì. Tôi nghĩ anh là chính nhân quân tử,
chắc anh đã không làm gì tôi. Nhưng mà danh tiếng của nữ nhân rất là quan trọng. Nếu mà ta đã làm, ta phải chịu nhận. Đi, mình về trong nghĩa đường thành hôn. Cái gì? Không được. Thôi đại sư và cổ đại nhân, hai người họ đâu? Hỏi hai người họ chắc họ biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. À đúng, họ ở đâu? Thôi đại sư, đứng lại. Nè, ê, con chạy đi đâu? Ông nói đi, ông biết đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua, nói đi. Đêm hôm qua thì cậu đại nhân đã chết. Chính là bốn tiểu sát thủ giết ổng, là tại vì ông không nhìn thấy được cặp mắt của bốn người họ thôi. Giống như là mắt ma vậy. Họ vừa nghe tin Linh Tiểu Cốt thì xông tới, đã giết ổng liền không biết tại sao. Vậy thì ông nói đi, tại sao tiểu đao y phục lại không có chỉnh tề? Tiểu đao, tiểu thơ, không liên can tới tôi, là cậu đạo nhân ổng muốn. Cái tình súc sinh đó. Cậu đạo nhân, sao ông lại đối với tôi như vậy? Tiểu thơ yên tâm, cậu đạo nhân không có làm gì hết, đã chết rồi. Uổng cho tôi đã tin ổng, thế là quá đáng. Tôi đi trước, nhất định là có vấn đề. Tại vì nói cho tiểu cốt biết, phải coi chừng tả hộ pháp. Tả hộ pháp có liên can gì tới ổng, tứ tiểu sát thủ đó? Lặng phái đi. Cái gì? Hắn không phải là Linh Tiểu Cốt. Các ngươi đã giết lầm người. Giết một người khó khăn như vậy sao? Các ngươi là đệ nhất cao thủ, do một tay ta rèn luyện ra. Phế vật, thiệt là vô dụng. Các ngươi đừng quên, các ngươi chỉ là đồ chơi của ta. Ta có thể quăng bỏ, đổi lại mới người mới, có biết hay không? Phế vật, nói với các người, đúng là đàn gãy tay trâu. Cút mau! Thiếu thủ họ được bình an thì tốt rồi. Nhưng thiếu thủ nói là người thật sự muốn giết tiểu cốt là tả hộ pháp. Tả hộ pháp tại sao có xung đột với tiểu cốt? Độc lý nào tả hộ pháp lại có xung đột với tiểu cốt như vậy? Thật ra là tại sao? Lý do duy nhất, tả hộ pháp đã bị người ta chủ sự. Như vậy là người nào? Tả hộ pháp. Việc ta kêu các người làm đã làm tới đâu? Đã làm xong. Đã làm xong. Ta không tin tên Linh Tiểu Cốt này có chính cái mạng, giết không chết. Tả hộ pháp yên tâm, chuyện này giao cho chúng tôi. Chỉ có điều thuộc hạ không rõ gì mấy. Nói. Tên Tiểu Cốt này bất quá chỉ là một tên vô dụng không đáng nâng đỡ, có lý nào khiến hộ pháp phải tốn nhiều công sức? Không sai, hắn đích thực là kẻ vô dụng, không đáng nâng đỡ. Nhưng mà mau tin Tiểu Cốt còn sống ngày nào thì ta không có cách gì để giải thích với chủ nhân. Chủ nhân. Xin lỗi, thuộc hạ không nên hỏi. Nếu như tả hộ pháp ghét Linh Tiểu Cốt, vậy thuộc hạ cho là nếu để cho hắn chết một cách dễ dàng, hay là thế nào? Nói mau đi. Hay là từ từ dằn vặt hắn, muốn hắn chết cũng không được, sống cũng không xong. Tiếp tục. Thuộc hạ vừa nghiên cứu ra một loại kim sạc cổ độc. Loại cổ độc này chỉ cần bôi lên áo, từ từ chất độc ngấm vào nội thể,
tới cái giường ngứa duy nhất. So với cái chết thì sống càng khổ hơn. Không biết tả hộ pháp cảm thấy sao? Được lắm, phải làm cho hắn. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà phải lấy cho được cái áo của hắn. Tả hộ pháp yên tâm, thuộc hạ đã điều tra qua. Hai hôm trước tên tiểu cốt đã mang một cái áo ở ngoài tiệm. Chỉ cần là thiệt độc quá. Tôi đừng có khóc nữa. Ta biết là không lo lắng cho cô đàng hoàng. Hơn nữa còn cố ý gây ra chuyện hồ đồ. Thật ra chúng ta đâu có làm gì. Cô yên tâm, ta nhất định chịu trách nhiệm. Đã nói là không có gì mà. Vậy tại sao cô khóc? Ta khóc là vì An An. Bất quá nó chỉ là đứa con nít mà lại đi giết người. Cũng tại tôi. Nếu tôi không dắt nó rời khỏi nhà thì đâu có xảy ra như vậy. Không 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 phải. Không liên quan tới cô. Chính là sư huynh sư đệ của tôi kiếm nó để giúp tay. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ ráng phá án cho sớm, không để cho người vô tội phải bị hại nữa. Ừ. Anh mau trở về Trung nghĩ được công việc quan trọng hơn. Đừng nên tốn thời gian bảo vệ tôi. Tôi biết tự lo lắng cho mình. Nhưng mà chuyện gì? Không phải là cô muốn đi tìm Qua Đại Chân sao? Tôi cũng cần đi kiếm Truy Mệnh. Cho nên khi mà kiếm được Truy Mệnh, tôi sẽ lập tức trở về. Được. Tiểu Đào, tôi đã có nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm.